Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về bí quyết chăm sóc hàng mi của mình. Mình tin chắc là có nhiều người thường bỏ qua bước này, hoặc là thường quên luôn, nó cũng cần được nâng niu và bảo vệ. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn bảo bối mà mình dùng FDG này đây. Đây là sản phẩm hàng đầu Hoa Kỳ, mình thấy có rất nhiều beauty blogger sử dụng và đánh giá cao. Sản phẩm mình mua trực tiếp từ bay của hãng, được phân phối độc quyền tại Việt Nam. Nếu mọi người muốn mua thì vào Facebook này nha. Theo mình biết thì mặt hàng này cực nhiều hàng fake, hàng nhái luôn á mọi người. Trên page thì cũng có đính chính, đây là page chính thức. Đặc biệt là website chính thức của hãng có kèm theo địa chỉ của nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Báo Dân Trí đã khẳng định đây là đơn vị duy nhất phân phối độc quyền tại Việt Nam. Trên fanpage cũng có nêu rõ là có thể report được các shop không chính hãng trên Shopee. Và theo mình được biết á, là nếu mà muốn report được á thì phải có giấy tờ chính hãng thì mới report được. Lúc mà được mọi người giới thiệu em FEG này á, là mình rất gò mờ, mình không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Và các bạn biết rồi đó, cuối cùng là mình đã mua trúng hàng giả. Sau đó thì con mắt mình nó bắt đầu sưng lên, đỏ, các thứ do bị dưỡng. Đặc biệt mọi người xem nè, cái đầu cọ nó nhỏ như thế này, lúc mình chuốt lên á là sẽ kiểu không bị lấy nhiều ra quá mà khiến mình bị cay mắt á. Một số loại trước kia mình dùng á thì toàn to to và lấy ra thì lại dính vào mắt. Cay ơi là cay luôn. Nói thật cho mọi người biết là ngày xưa lông mi của mình trụi, nó... mình cũng không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Nó ghê gớm lắm. Tại vì thường ngày mình phải bấm mi nè, chuốt mascara, cho nên là lông mi mình cũng... nó rụng hết trơn rồi, nó cục ngủ vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì mình đã tìm được cứu tinh. Và khi mình mua tại đây á, trời ơi, mùi và chất á, nó rất là khác nhau. Mắt mình khá là nhạy cảm nhưng mà cũng không hề đỏ, không hề sưng gì hết. Từ khi tìm được page chính hãng thì mình nói thiệt, từ khi tìm được page chính hãng thì mình nói thật cực kỳ an tâm luôn. Thôi đến đây là hết video rồi, mình đã chia sẻ cho mọi người bí kíp dưỡng mi thần sầu của mình. Tạm biệt mọi người.